Hello, welcome back to our chơi Super Play. Ok, vào game với Saitama. Saitama sẽ có sức mạnh gì? Tại đây vừa mới unlock được cái sức mạnh này. Ua! Ấy, nhảy phát về luôn. Quá đẳng cấp. Đây là phiên bản mob kim cương nhiều vô kể luôn. Saitama phải khỏe lắm. Thấy chưa. Sao ngu thế? Ôi ôi. Ồ, được cái màn tách kẹo ra. Cái game này bây giờ nó bị xóa khỏi app Play. Sẽ Play rồi. Không có tải nữa thôi. Steward. Ok, vào game. Cái gọi là có 3 con này. Wow, bên này đông thế. Đông thì đông thế. Giúp đi. Đây, tăng thủ thủy. Diễn bình như thôi. Đây khỏe quá rồi. Ủa khỏe quá. What? Bên này khỏe quá. Stay behind me. Thấy đủ chưa? Thì 1.000 con nữa. Cho bên này 32 con thôi. Ok chưa? Phải. Bên kia sao nó khỏe thế nhở? Mới bấm cái gì khỏe thế? Giúp đi nhờ. Cho con sàn bót lên trên này. Ok. Đây, thế nào ổn rồi đấy.
hai thế lực. Ô vai trưởng bên này khỏe không? Khỏe quá. Mày vào thằng đi hết rồi. Mày đánh phù thủy thôi. Thua. Scare teacher. Bạn này kiểu gì á? Hướng dẫn. Hướng dẫn. Không có tìm, không có hướng dẫn nữa rồi. À, tôi chả cần hướng dẫn, tôi cũng tìm được nhá. Đây. Ủa, phải mình đi ra từ đằng ngã đây. Ran rồi. Xong rồi. Chúng ta chơi Spyro Rainbow. Rồi, chúng ta vào game này. Mình chơi luôn cái phần có con Green này cho nó dễ. Thêm cái con Green khó lắm. What? Where? Tôi bị bắt. Đuổi gắt quá nhau. Thắng rồi. Mình sẽ mang tiếp đi. Ui. Chưa nhặt được cái gì. Ui, quần này bắt đầu di chuyển. Thực sự cái màn bài đây Petri rất khó. Nghỉ tí nhờ. Oh my god. Oh. Oh no. Kick
chứ đi. Này, chơi bom rồi. Bom. Don't come on, ma'am. Oh, the pain, the pain. Rất là đẹp. No kablam, ma'am. Bốn. Cứ hiện cái này kia nào. Đấy, cứ hiện này. Có mua bỏ qua quảng cáo rồi không? Mua luôn. Rest in pieces. Đầu đạn này ôi xin. À, cái này là có nổ chậm này. Bom nguyên tử. Quá ghê gớm. Monkey bomb này. Oh brother. Ra chơi sản xuất. Ok, vào game. Sao mà giật thế? Rồi. Không nhìn. Bé này có đánh không? Trời ơi. Vào ăn hết những cái xanh đi. To thế. Quick game. Green line. Stop. Red line. Này, màn trắng toẹt này. Green line. Red line. Có phết đấy. Green line. Red line. Nhân vật như trong GoPro. Green line. Red line. Green line. Quá được rồi.
chúng ta sẽ vào game Mercy Super. Cái game này chơi gì á? Chơi gì á? Ui. Oh my god. Này mình sẽ không hiểu chuyện game mình chơi kiểu gì luôn. Nhưng phải dùng cái bàn tay này để quào nó. Rồi, ok, unlock rồi. Captain đầu đấy của Iron Man. Khiên. Fail. Quá sao thế? À cái này bom bùi rồi, thử này cứ đâm vào bảo sao. My Tom. Đóng cửa. Ăn nè. Đây bây cho ăn nè. Yeah. Phun lửa. Phun lửa mấy anh này. Sẽ được một phần quà. Đá banh nhé. Chúng ta sẽ chơi Plants Zombie. Sợ vào game thôi. Đánh nhau luôn. Mình tải bản này bản mob ấy mà sao. Chả thấy tiền không? Chả thấy mob gì. Cho mấy cây cầu đây. Cho cây bắn này. Nhanh các bạn. Xuyên không rồi. Xuyên không về cái màn này. Ai Cập cổ đại rồi. Là chơi một trực play không? Kể vào game. Không hiệu ứng gì cả. Oh.
ghi này, xét này. Tàn xương nhé. Mẹ hố đen. Limit rồi. Nhau ấy nè. Cho vào em phải survival vào. Kiếm này được rồi. Nhìn thấy một quái vật kia rồi. Thành cho bi hết rồi. Thế giới này đã không còn dân nữa rồi. À, mình nhìn thấy là góc kia có.